bạn đã đến với chương trình đọc sách giảng dạy phúc âm của Hội Thánh Liên Hiệp Dara. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài 7 với tựa đề Người Vô Tội phần 2, Sự Xét Xử. Hôm sau, lúc sáng sớm, họ điệu Chúa Giêsu đến tòa án của Tổng đốc La Mã, sứ đồ Giăng ghi. Chúng điều Đức Chúa Giêsu từ nhà của Cai-pha đến trường án. Bấy giờ đương sớm mai, nhưng chính mình chúng ta không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Câu 28. Những người lãnh đạo tôn giáo tố cáo Chúa Giêsu sợ bị ô uế vì vào trường án của người La Mã, dân ngoại bang không thể dự lễ vượt qua, nhưng lại bày mưu hại đấng công bình thánh khiết với những mưu trước gian ác để giết ngài. Thật là một sự giả hình của những con người chỉ theo tôn giáo, giữ những giáo điều do con người bịa ra, tự lường gạt chính họ và những người theo đạo. Nhiều người trong chúng ta thời nay cũng thường sống theo cách giả hình của những người lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ. Họ đến nhà thờ trong ngày Chúa Nhật, tham dự mọi buổi lễ, tham dự sinh hoạt của các phân ban, học kinh thánh, giữ mọi lễ nghi, nhưng những ngày còn lại trong tuần lễ thì sống như người thế gian, sinh hoạt và tham dự những việc của Satan. Một sự khác biệt giữa những người theo đạo và người theo Chúa đó là người theo Chúa Giêsu không phải chỉ giữ những lễ nghi và luật lệ thôi, mà họ còn giữ phẩm chất của ánh sáng, muối của đất, kết những bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống họ. Hơn là những người chỉ theo đạo và giữ những lễ nghi của giáo hội. Một người tín đồ rất giàu có và cũng rất non nớt thuộc linh kia, khi nghe mục sư quản nhiệm của hội thánh ông giảng về nếp sống đạo của người Cơ Đốc cần phải thể hiện trong đời sống hàng ngày, mọi phút giây trong đời sống, ông tỏ vẻ bất mãn đứng lên, rời thánh đường đến ra xe ngồi. Trên đường về nhà, ông nói với vợ con cách rất bình đẳng, rất bình rằng: Mục sư bữa nay không được bình thường lắm, không phân biệt được tôn giáo và đời sống riêng tư cá nhân trong xã hội. Thật ra, đời sống của một Cơ Đốc nhân thật phải là một đời sống có liên quan chặt chẽ giữa tôn giáo và nếp sống đạo của người ấy, thể hiện ra qua đời sống hàng ngày, không thể tách biệt. Nếu một tôn giáo không có năng quyền để thay đổi được những tánh nết xấu xa của một người, cách sống và tấm lòng của người theo đạo, thì đó chỉ là một tôn giáo chỉ có hình thức bên ngoài. Nếu người theo Chúa không có sự thay đổi, không có sự khác biệt với người thế gian, thì tin lành cứu rỗi không có quyền phép gì, cũng như các tôn giáo khác của thế gian mà thôi. Quan án Pilate biết sự ganh ghét của Chúa Giêsu của những người lãnh đạo Do Thái giáo, nhưng ông muốn hỏi lại để rõ ràng tội lỗi gì của Chúa Giêsu mà họ đã cùng với dân chúng kéo đến kiện cáo ngài từ buổi sáng sớm. Quan cất tiếng hỏi họ, sứ đồ Giăng ghi. Pilate bước ra, đi đến cùng chúng mà nói rằng: Các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng: Vì chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Pilate bèn truyền cho chúng rằng: Các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Người Giuđa thưa rằng: Chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Câu 29 đến câu 31. Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo lúc này có thể bắt lấy Chúa Giêsu đem ra tử hình ngài bằng cách ném đá theo luật của người Giuđa. Nhưng nếu làm vậy thì những người lời tiên tri trong Kinh Thánh không được ứng nghiệm. Luật pháp cho biết vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa xả. Phục truyền đoạn 21 câu 23. Trước đó, chính Chúa Giêsu cũng cho biết: Còn ta, khi ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Giăng đoạn 12 câu 32. Những người lãnh đạo dân chúng đang lấy thế đông làm áp lực đòi hỏi sự phi lý, bất công, nên quan án Pilate trong thế chẳng đặng đừng phải xử án. Sứ đồ Giăng ghi lại: Pilate bèn vào trường án, truyền đem những
đem Đức Chúa Giêsu đến mà hỏi rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi nói điều đó tự ý, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-láp trả lời rằng: nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta, vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng: nước của ta chẳng thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-láp bèn nói rằng: thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: thật như lời ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Câu 33 và câu 37. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể trở thành một công dân trong vương quốc của Chúa Giêsu? Chúa Giêsu cho Nicodem biết chúng ta phải được sanh lại nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, trong Giăng đoạn 3 câu 5 phần B. Điều đó có nghĩa chúng ta phải nhờ lời của Chúa và Đức Thánh Linh để được sanh lại, đổi mới qua sự ăn năn tội lỗi và bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của chúng ta. Một ngày nào đó, những con người thế gian tội lỗi đến nhà thờ nghe phúc âm thật của Chúa Giêsu rao giảng và được Đức Thánh Linh đụng đến tấm lòng họ. Người ấy nhận biết tội lỗi và tình trạng hư mất của chính mình. Đức Thánh Linh kêu gọi họ đến với Chúa Giêsu, đấng đã chết thay cho bản án tội lỗi của loài người. Rồi người ấy lấy đức tin nhìn lên thập tự giá và kêu cầu Chúa Giêsu cứu rỗi mình. Ngay giờ phút đó, tên của người ấy được ghi vào sách sự sống của Ngài, được thoát khỏi bản án tội lỗi chết mất đời đời, bước qua nước phước hạnh đời đời. Tiến sĩ Robert Gulley, một chúa nhật nọ, giảng cho hội thánh ông với đề tài: nếu tôi là người Do Thái. Sau đó, một rabbi Do Thái giáo trong thành phố nghe bài giảng của mục sư, thì rabbi này cũng giảng trong nhà hội của ông tuần lễ sau với đề tài: nếu tôi là Cơ Đốc nhân. Kết luận bài giảng của rabbi ấy thế này: nếu tôi là một Cơ Đốc nhân, tôi sẽ sống như Chúa Giêsu hơn là những người Cơ Đốc chỉ xưng mình là Cơ Đốc nhân. Xin Chúa giúp chúng ta có nếp sống để người khác nhìn vào đời sống chúng ta thì họ phải công nhận rằng chúng ta thật giống cứu Chúa của chúng ta, như các tín hữu tại Antioch đã sống cho Chúa. Sử gia Luca ghi ấy là ở thành Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ Rê Tin, Công vụ đoạn 11 câu 26. Phần 3 về lời chứng. Sau khi quan án Phi-láp xét xử vụ án này thì ông ra ngoài công bố cùng những thầy tế lễ cả và dân Giu-đa rằng: ta chẳng thấy người này có tội gì cả. Trong câu 38 phần B: thật vậy, chẳng có một người liêm chính, công bình và thật thà nào có thể tìm thấy Chúa Giêsu có tội lỗi. Nhưng sao quan án Phi-láp lại không theo sự công chính của luật pháp và bảo vệ người vô tội và tha Chúa Giêsu ra, mà lại cho quân lính đánh đập và hành hình Ngài? Bởi vì quan án Phi-láp ngoài nhiệm vụ là quan án sự kiện, ông cũng là thống đốc cai trị vùng này, người làm chính trị nhu nhược và hèn nhát. Phi-láp muốn già hùa theo đám đông để lấy lòng họ. Ông muốn được sự ủng hộ của giới lãnh đạo tôn giáo nên đã bẻ cong công lý. Trong vụ án này, quan Phi-láp cũng đã tìm mọi cách để tha thứ Chúa Giêsu, nhưng những mưu kế của ông đã hoàn toàn thất bại trước đoàn dân mù quáng và khát máu. Quan án Phi-láp ra đứng trước tòa trưng cầu ý kiến của đám đông thế này: các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ vượt qua thì tha cho các ngươi một tên tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng: đừng tha nó, đừng tha Barnaba, nhưng tha Barnaba. Và Barnaba là một kẻ trộm cướp, câu 39 và 40.
giữa một kẻ tội đồ và đấng thánh hoàn toàn vô tội, thì dân chúng thời bấy giờ đã quyết định lựa chọn tha cho tên tội đồ. Họ cùng nhau hô to: đừng tha nó, nhưng tha Ba-na-ba. Câu 40 phần A. Để tỏ ra sự cương quyết và làm áp lực trên quan Phi-lát tử hình của Chúa Giê-xu, quan án Phi-lát đã làm một quyết định sai lầm trong cuộc đời của ông. Khi ông nghe theo tiếng của đám đông, thay vì tiếng công chính của luật pháp và lương tâm mình, tác giả Thi Thiên dạy: phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối của Ngài. Thi Thiên đoạn 119, câu 2 đến câu 3. Phi-lát ra lệnh đem cho ông một thau nước rửa tay, và ông đã tuyên bố trước mặt dân chúng rằng: ta không có tội về huyết của người này. Điều đó mặc kệ các ngươi. Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 24. Nhưng điều chắc chắn, người giữ nhiệm vụ bảo vệ sự công chính thì bây giờ quan án Phi-lát có rửa tay bao nhiêu lần chăng nữa thì ông cũng không thể chạy trốn khỏi lương tâm và sự xét xử công chính của Đức Chúa Trời. Trong ngày ấy ông sẽ bị đứng trước tòa công chính của vua Giê-xu, vị quan án công bình để chịu ngày xét xử. Ông bà chúng ta nói: thiệt ác đáo đầu chung hữu báo. Mọi điều thiện hay ác trong đời sống của mỗi chúng ta đều sẽ có báo ứng. Trong thời đại tân tiến ngày nay cũng có rất nhiều Phi-lát sợ đám đông hơn là sợ Chúa. Họ thà dùa theo đám đông và nghe theo ý người ta hơn là nghe tiếng nói của lương tâm và luật pháp của Đức Chúa Trời. Người Do Thái trong thời Chúa Giê-xu đã phạm phải một sai lầm lớn, cho đến ngày nay cũng như vậy. Họ đã chọn sự tôn trọng Caesar, vua của đế quốc La Mã, một con người, thay vì cứu Chúa của nhân loại, và kết quả theo sau đó là sự hư mất đời đời. Tôi khuyên mời quý vị hãy khôn ngoan, mở lòng, lựa chọn Chúa Giê-xu hôm nay. Chỉ duy Ngài mới có thể đáp ứng mọi sự ao ước của tấm lòng chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Một cuộc đời sẽ không bao giờ có sự thỏa mãn, lương tâm chịu ổn thỏa nếu không có Chúa Giê-xu. Khi chiếc tàu Titanic đã đóng xong tại một công xưởng chuyên đóng tàu ở Belfast, Á Nhĩ Lan, người ta đã tuyên bố rằng đây là chiếc tàu vĩ đại không bao giờ có thể chìm. Nhưng rồi, trong chuyến hành trình đầu tiên sau khi hạ thủy, thì chiếc tàu Titanic đã đụng phải tảng băng lớn và chìm xuống đại dương, lôi theo hàng ngàn người tin tưởng vào lời hứa của loài người, không bao giờ chìm xuống đại dương. Cuối cùng thì hàng ngàn người đã chết, mất mạng trong đại dương. Trong những người chết chìm đó có 15 tín hữu cùng trong một hội thánh Belfast. Họ là những chuyên viên rất giỏi về máy móc, được tuyển chọn làm việc trên tàu Titanic này. Thành phố Belfast lúc ấy phủ đầy màu tang tóc trong những ngày sau đó. Những người dân cư gặp nhau trên đường phố, chỉ biết nắm tay nhau không nói lên lời và nước mắt tuôn trào. Một mục sư Hoa Kỳ được hội thánh có 16 thành viên bị chết chìm đó mời đến giảng, với chủ đề của bài giảng là chiếc tàu không thể chìm. Mục sư diễn giả không giảng về chiếc tàu Titanic, nhưng về Chúa Giê-xu là chiếc tàu cứu rỗi không bao giờ chìm. Sáng đó, nhà thờ đông nghẹt người. Một người vợ của một trong những nạn nhân đã khóc giữa hội chúng như một em bé. Bà nói giữa hội chúng rằng: ước gì chồng tôi biết đến chiếc tàu không bao giờ chìm này, có sự cứu rỗi và kỳ vọng nơi Chúa Giê-xu hơn là tin tưởng vào chiếc tàu Titanic vĩ đại kia. Hãy tin cậy và gửi gắm cuộc đời của quý vị vào chiếc tàu cứu rỗi của Chúa Giê-xu qua mọi cơn sóng gió của bão bùng của cuộc đời chúng ta, hơn bất cứ lời hứa, sự bảo đảm về sự kiên cố, an toàn nào khác của thế gian. Vì chỉ duy Chúa Giê-xu và chỉ trong cánh tay toàn năng, vững chắc của quyền năng Ngài mới có thể chắc chắn đưa chúng ta đến bờ vĩnh cửu bình an. Amen. Chương trình đọc sách giảng dạy của Hội Thánh Liên Hiệp Dara xin tạm ngừng tại đây. Xin mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo trong kỳ tới. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email daraunitchurch@gmail.com.
facebook.com hay bình luận trên Facebook Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Dara. Nguyện xin Chúa ban cho quý vị sự tươi mới mỗi ngày trong hành trình theo Chúa. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.